xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam thân mến, nghề giáo vốn thầm lặng mà cũng lắm nỗi niềm. Những năm gần đây, có nhiều cây bút được độc giả biết đến vốn là các thầy cô giáo trên bục giảng. Trang văn của họ có một sức hút riêng, với cách viết cẩn trọng, câu chuyện chiều sâu ám ảnh. Tác giả Nguyệt Chu, một cô giáo ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, viết cả chuyện lịch sử và chuyện đương thời. Những trang viết giàu hình ảnh khắc khoải nỗi niềm cho thấy khát khao đến cùng với văn chương, Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Ban Văn Học Nghệ Thuật VOV6 giới thiệu tới các bạn một sáng tác như thế của Nguyệt Chu. Chuyện ngắn có nhan đề Miền Gió. Mời các bạn cùng thưởng thức qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Con gái nắm bàn tay chị giật giật. Nhưng chị không quay lại Mắt vẫn dán vào tấm bia Nụ cười anh nhòe đi trong mắt của chị Bộ quân phục xanh tan vào chiều Những sợi khói gầy guộc Đám tàn hương tơi tả Con gái cất giọng dục chị thêm lần nữa Chị chuệnh choạng dắt con bước đi Con đường mòn trong nghĩa trang vẩn lên những lớp bụi mỏng Những hạt bụi hồng hồng Trong thứ ánh sáng xiên xiên cuối chiều nhàn nhạt, nhạt chị siết chặt tay con để tiếng khóc khỏi bật lên những bước chân lạo xạo trên láo khô chới với hững hụt chị ngoái lại phía sau chỉ còn một vùng trời ngập gió hôm nhận tin anh gặp nạn chị đã không thể khóc chị nghĩ đến cánh chuồn trong gió bão cánh tơi tả đôi mắt to tròn lóng lánh xanh biếc nát vụn cả thân hình bé nhỏ bị đứt gãy thành từng mảnh. Không có máu. Nỗi đau cô lại thành từng giọt đọng trên những mảnh xác, trong suốt những giọt xương. Con bé ngơ ngác nhìn, chị lao ra bờ sông, dợp một trời chuồn chuồn, chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim. Những đôi mắt rực sáng cả bờ sông, chị thẫn thờ trao đảo những con chuồn chuồn nâng chị lên giữa khoảng trời lấp lánh nhưng đỉnh trời đầy gió và mây vẩn vũ những cánh chuồn hoảng loạn chất chới rồi rớt xuống chị nằm giữa mê man gió và đất nâu chỉ còn những mảnh cánh trong suốt bao phủ thân thể chị dòng sông cuồn cuộn xác chuồn chị trở về ngồi trước di ảnh anh chờ đợi tóc xóa, áo xô gai, bàn chân ngập trong đất nâu. Nhưng anh vẫn chưa về. Mảnh khăn trắng tuột khỏi đầu con gái. Con không thích đeo cái này. Mẹ cũng cởi áo này ra đi xấu lắm. Mặc váy đẹp vào để bố về còn khen. Chị khóc. Có những buổi chiều xanh thắm, mùa thu vàng lựng, chị ngồi tựa đầu vào vai anh dòng sông lững lờ thải những hạt phù sa về phía cuối nguồn trong bộ quân phục không quân anh giơ tay chỉ về khoảng trời xanh ngút miền gió đấy anh sẽ bay vào khoảng trời ấy thanh thang như cánh chim từ trên cao ngắm nhìn quê hương đẹp lắm như dải lụa ấy chị ngẩng đầu lên thấy nụ cười trong mắt của anh rồi tự nhiên chợt buồn anh bay trên ấy cao xa quá em làm sao thấy được chỉ muốn anh bay như những cánh chuồn anh bật cười cánh chuồn ư mong manh thế thôi sao mỏng manh thế với em cũng là quá đủ hãy bay cao vừa đủ để lúc nào em cũng có thể theo dấu tìm anh anh quay sang ôm chị vào lòng em cứ làm như là anh bay vào bầu trời rồi mất hút không bằng lại chẳng thế, em luôn thấp thỏm lo âu. Thôi nào, biển trời ấy dù bao la đến mấy cũng chẳng thể sâu bằng đôi mắt em đâu. Anh làm sao có thể bay ra ngoài không phận đó được chứ? Chị không thể cười. Năm sau chị về với anh. Hôm đám cưới anh vẫn mặc quân phục loại trang phục có chiếc áo màu xanh da trời dành cho phi công khi không bay khiến chú rể bừng lên một vẻ đẹp vừa khỏe khoắn chân phương vừa trang nhã hào hoa. Những con chuồn cánh mỏng dìu dặt bay phía bờ sông Đám trai làng truyền nhau câu hát làm ai cũng phải bật cười. Bộ đội mà lấy giáo viên, cả nhà hạnh phúc sướng điên cả người. Anh tự hào với câu trêu đùa ấy vậy mà chẳng biết tại sao chị lại khóc tự nhiên nước mắt chảy lịm xuống làm dây lem cả má hồng có tiếng xì xào đâu đó bộ đội là vất vả lắm có tiếng đáp lại ôi bộ đội thời bình có phải đánh đấm gì đâu Đồng như chúng tôi thời xưa sống chết bất kỳ ừ thì mỗi thời một khác kha đồng đội của anh vẫn ngồi bên chị. Ngoài trời mưa tầm tã, đứa con gái đã ngủ gục đâu đó. Mẹ anh cũng không thể gượng ngồi dậy được. Phía ngoài, các đồng đội của anh vẫn túc trực từng giờ, điện thoại liên tục reo. Nhưng vẫn chưa tìm thấy anh. Chiếc xu anh bay gặp nạn, như một cánh chuồn trong sông bão, trao đảo quay tít chới với, cố vượt qua khu dân cư tới vùng rừng núi hoang vu. Khói lửa, những tiếng nổ rền vang bầu trời khàn đục, những mảnh vỡ, kim loại trộn máu xương bay tung vào mênh mông. Chị choáng ngất. Nhưng trong đầu vẫn bật lên câu hỏi, tại sao anh không nhảy dù? Chị đẩy cánh cổng gỗ khép hờ, căn nhà cấp 4 mờ mờ trong bóng tối, một ngọn đèn bé xíu như con đom đóm phả ra cuồng sáng yếu ớt. Dưới bếp, khói nhen lên, nồng và ẩm ướt. Mẹ đang húng hắng ho, thấy động, liền quay ra rồi đưa tay lên dụi mắt. Mẹ! Tiếng chị dã rời. Mẹ lại ho nốt một tràng. Con bé nó sốt đấy, từ lúc đi học về. Chị nhoáng nhoàng dựng xe rồi chạy vào nhà bật ngọn đèn lớn thấy đứa con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường chiếc khăn ướt đắp trên trán đã nóng rẫy chị lay nhẹ con nó mở mắt ra nhìn chị đôi mưa khô mấp máy chị vội vã lấy chậu nước ấm giặt khăn và lau mặt cho con một chốc chị xuống bếp mẹ đang lúi húi nấu nướng gì đó sao mẹ không bật bếp ga lên mà nấu trời mưa ẩm ướt thế này củi đuốc khói um mẹ lại ho như thế Mẹ nấu cho con bé nồi cháo dài cảm, đun củi cháo mới nhừ. Mẹ hái hành với tí tô để ở rổ đấy, lát con bé ăn. Rõ khổ, mưa gió sụt sùi thế này, cha biết hôm nào mà dứt. Nói rồi mẹ lại ho. Chị thấy xót lòng quá, liền dục bà lên nhà. Tần ngần nhìn theo dáng bà còng còng, khắc khổ. Ngày anh trở về, chị cũng không thể khóc. Mẹ anh dục, con khóc đi. Chị chỉ còn biết gào lên, sổ mái tóc xanh che khuất đi khuôn mặt héo gầy. Chiếc khăn xô sụp xuống, đứa con gái nhỏ ngơ ngác gỡ chiếc khăn trắng khỏi đầu. Một vài người trừng mắt mắng nó, nó khóc vì sợ, chứ chẳng hiểu vì sao. Những ngày mưa đi qua, chị xót lặng nhìn cánh đồng mênh mông nước, từng bông lúa đang trổ đồng nức nghẹn. Sự sống chẳng thể hoài thai. Buổi sáng chị đến trường làng, buổi chiều lại lúi cúi ngoài ruộng, mong cứu vãn được chút đỉnh cho một mùa thu hoạch. Những bông lúa bật lên khô lép, xác sơ, như mái tóc người quá phụ qua một đêm chăn trở. Mẹ thở dài, chẳng được mùa cau mà cũng đau mùa lúa ông trời được cái khéo trêu ngươi. Lão vạn hàng xóm hay đánh cá bằng sung điện, thỉnh thoảng lại cho bà cháu mẹ con chị vài mớ rô đồng. Chị không thích, nhưng chẳng lẽ lại chối từ. Mưa ngớt, bộ đội tòa vào làng. Một tốp lính trẻ đến nhà chị. Kha bắc thang leo lên mái, thay viên ngói vỡ. Củi mục ướt, được anh em mang ra phơi. Chị xăm sắn, đun ấm nước trẻ xanh hái vội trong vườn, lòng như dịu lại. Thay ngói xong, Kha bước xuống. Không hiểu sao cái thang bị trượt, Kha ngã. Mọi người hoảng hốt xuống lại. Bát nước trẻ trên tay chị rơi xuống nền gạch vỡ tan. Kha được nẹp chân và đưa về đơn vị. Một vài người ở lại dọn dẹp, ruột gan chị như lửa đốt đứng ngồi không yên. Nắng hanh hao vàng bụng vàng beo, chị nhét đầy một làn đường giữa cam quýt rồi đạp xe vào đơn vị. Chiều nghiêng nghiêng trên đôi vai nhấp nhô gầy của chị rớt xuống thành từng vệt tối rối bời. Kha ngồi đó, chân bó bột trắng cứng ngắc, thấy chị đến thì giao lên mừng rỡ rồi lại bảo: "Chị đi lại làm gì cho khổ, chỉ là Kha thích được nghỉ dưỡng thôi mà." Nói xong rồi cười, chị trao mày. Đã đau thế, lại còn đùa cho được. Chị lóng ngóng rúi cho kha những thứ mình mang đến, rồi lại vội vã quay xe trở về. Và chị biết kha đang nhìn theo mình. Cứ thế độ vài ngày, chị lại đạp xe và thăm kha. Có khi đưa cả con gái đi cùng, con bé xà vào lòng kha hồn nhiên như là một chú chim non díu dít chuyện trò. Chú sắp khỏi chưa? Mẹ cháu cứ lo cho chú mãi bất giác chị thấy một chút ngượng ngùng. Quãng đường đạp xe về, sao mà dài lê thê? Lúa chín vàng sao xác những hạt lúa lép, lưng lửng phần nhiều. Có vài xào mà lúa má thế này thì thuê trả bỏ. Chị bảo mẹ, thôi, để con đắp đổi với các chị em mà gặt cho xong, được vài tạ là cùng. Mẹ lại thở dài. Rời đất bắt thế biết làm sao. Rồi lại lên cơn ho. Chị bảo, gặt xong nhất quyết con phải đưa mẹ về thành phố khám bệnh, mẹ đừng cản nữa. Anh ấy cũng chẳng thể yên lòng. Mẹ im lặng quay đi. Chị quang gánh ra đồng, những cơn gió thu ùa về, sóng lúa gợn mênh mang. Từng thửa ruộng con con như lòng bàn tay chỉ nhiều rơm rạ. Dạ. Sẩm tối, những người đàn bà về hết chị còn cố thêm chút nữa cho xong để còn gọi bác công đông trở về một thể. Có một tiếng nói lớn làm cho chị giật mình. Cứ cắt đi, để lát tôi qua gánh cho. Thì ra là lão Vạn. Lão Vạn vứt cái kích điện trên bờ cỏ rồi ôm từng bó lúa cho vào quang gánh đến bút ngọt. Lão phăm phăm bước đi men theo những bờ ruộng rồi chút lúa xuống vệ đường, một chốc lúa đã hết veo. Lão cười hề hề. Là một mình cực quá em ơi. Cứ bảo tôi là xong ngay. Dầu gì cũng hàng xóm tối lửa tắt đèn. Chị thấy người gai gai. Lão bước đến gần sát chị. Hơi rượu vẫn còn phảng phất. Lão đưa tay ra vòng qua eo chị ngá nghiêng cười. Chị sợ hãi, rằng ra rồi chạy lên vệ đường. May mà, chiếc công nông bành bạch kịp đến, chị và bác lái bốc lúa lên xe còn lão quay lại bờ ruộng tìm cái kích điện rồi cắp đít ra về bóng lão ngật ngưỡng tan vào bóng tối chuyện lão vạn gánh lúa giúp chị thế nào mà lại lan truyền hết làng trên xóm dưới người ta xì xào là đôi này có tình ý gì với nhau đây nhiều người lắc đầu ngán ngẩm vợ liệt sĩ dính vào ai không dính lại đi dính vào cái lão vạn khùng ấy mấy đời vợ rồi cũng bỏ con cái chả biết có bao nhiêu chả biết phiêu bạt những nơi nào lại suốt ngày rượu trẻ say xỉn chị cúi mặt trước những lời đàm tiếu còn mẹ trong sâu thẳm lòng mình bà hiểu đứa con dâu đã gắn bó với mình bao năm hơn cả con đẻ gặp ai bàn tán bà giận dữ cái mồm các người sao mà độc địa có để cho con tôi được thanh thản sống hay không? Nó chịu khổ vẫn chưa đủ hay sao, mà các người còn buông lời rèm pha trí trá. Gặp lão vạn bà bảo, chú có lòng tốt, thì để cho bà cháu mẹ con tôi được yên. Lão vạn ngấn tò te, rồi lại cười hề hề, hơi thở nồng lên mùi rượu. Ô hay, sao buồn cười thế hả? tôi có trai trên gái dưới gì cho cam mà các người lại nhảy sổ vào nói rồi lão lại ôm cái kích điện ra phía bờ sông gió táp hơi sương trong những ngày thu muộn mẹ run run châm ba nén nhang vẩy đi vẩy lại mãi ba đốm lửa mới tắt chỉ còn những ngọn khói lần vào mái tóc bạc trước dưới ảnh chồng con bà lầm rầm khấn vái Hai cha con, có sống khôn thác thiêng thì về mà chứng giám. Rồi lặng lẽ đưa vạt áo lên chấm nước mắt. Chị đứng ngoài cửa nhìn mẹ. Ba đốm nhang đỏ nhảy nhót loạn xạ. Anh nhìn chị ưu tư và sầu muộn. Mắt chị hoa lên. Chị tựa lưng vào cánh cửa thở dốc. Hai tay đưa lên ôm chặt ngực. Một sớm, người ta thấy lão vạn chết cứng ở bờ sông. Đám tang được tổ chức sơ sài. Các bà vợ và con cái lão chả ai tìm về dự. Nhà lão vạn bỏ hoang, thiếu hơi người, rêu phong trùm kín. Chị ngồi ngẩn ngơ nhìn căn nhà mờ tối ấy của lão, lòng chạy nghĩ. Thế là cũng xong một kiếp người. Những xì xèo về chị cũng dần tan theo hình hài lão vạn chẳng còn ai nhớ đến lão già ngớ ngẩn say lúc nào cũng cắp cái kích điện bên người chỉ có dòng sông cuộn chảy mỗi đêm khuya và sáng sớm không còn thấp thoáng một dáng hình lam lũ ngụp lặn trong con nước sau những ngày lần nữa chị đưa mẹ lên thành phố để khám bệnh kha đòi đi cùng con coi mẹ như là mẹ của con anh không còn thì con phải có bổn phận Chứ để mẹ và chị đi như thế này, con ở nhà sao có thể yên tâm được." Nước mắt bà rỉ xuống, nước mắt chị trào ra sống mũi cay cay. Chị chạy trốn cảm xúc bằng cách bội vàng dục kha dìu mẹ lên xe khách. Xe chuyển bánh, làng quê bỏ lại phía sau, nơi những vệt khói tỏa ra lẫn vào bụi đường. Chị thấy trước mắt một đỉnh trời ngập gió, chị bàng hoàng không tin vào mắt mình khi cầm kết quả xét nghiệm của mẹ ung thư phổi giai đoạn cuối chị gục đầu vào vai kha mà khóc giờ biết phải làm sao đấy chị tần ngần đứng nhìn mẹ từ xa dáng người nhỏ bé như lọt thỏm trong chiếc ghế đá giữa chiều bệnh viện anh ơi lỗi là do em em đã không đưa mẹ đi khám sớm chị không đủ dũng khí bước ra gọi mẹ lại thấy trước mắt những cánh chuồn tan tác. Kha khẽ đặt tay lên vai chị, làm chị bừng tỉnh. Về thôi, cứ bảo mẹ là mẹ bị viêm phổi bình thường, uống thuốc và là khỏi. Chị vuốt nước mắt, lặng lẽ gật đầu. Kha đến thăm nhà nhiều hơn, con bé díu dít gọi tên Kha, mẹ cũng mừng rỡ. Những nếp nhăn như giãn ra, ai cũng thấy lòng dịu lại. Lúc thì Kha giúp chị đảo lại mái nhà, lúc thì chặt mấy cây tre sắp đổ, có khi sửa lại chuồng gà, bắt thêm con lợn giống. Chị ngại, nhưng biết làm sao. Có những bữa cơm đầm ấm, chỉ đĩa tôm rang rau muống luộc chấm tương với cà mà bao nhiêu là chuyện. Mẹ dùng thuốc dạo này có khá hơn không? Ờ, đỡ ho hẳn đi, đúng là bác sĩ trên thành phố. Đấy, con đã bảo mà, Mẹ cứ không chịu đi, cứ tiếc tiền cơ. Ờ, mà Kha này, bao giờ lấy vợ cho mẹ còn ăn cỗ đấy? Câu hỏi đột ngột làm cho Kha bối rối, Kha cười cười, có ai thèm lấy con đâu. Chị cũng giật mình. Mẹ thùng thẳng, anh đừng có mà giấu tôi, trai trẻ lại tốt bụng như anh thiếu gì người muốn. Kha lại cười tự nhiên chị thấy nao nao một thứ cảm xúc không thể gọi tên ùa tới thêm mấy mùa ngâu qua những cơn mưa tháng bảy ảm đạm và lạnh lẽo săng đầy trong mắt nhà lão vạn bỗng lại đông con nhiều cháu chẳng hiểu từ đâu kéo về chị thường nhìn những đứa trẻ rồi bất giác thở dài rồi lại lúi húi nhóm lửa khói nhen lên loang lổ trong mưa cả gian nhà mờ tối lặng thinh. Con bé đi học vẫn chưa về. Sao dạo này nó học thêm nhiều thế? Cảm giác như nó sắp tuột khỏi vòng tay chị. Nó sắp phải sống cuộc đời riêng của nó. Và đến một ngày nào đó chị cũng sẽ chỉ là một miền ký ức của nó thôi. Chị thảng thốt giật mình. Chợt nhớ về mẹ. Trong những giây phút cuối cùng, những cơn đau dày vò tấm thân tiểu tụy Đôi bàn tay run run cầm tay chị. Đừng ở vậy như mẹ làm gì. Có ai thương thì con phải... Lời nói thoảng qua lẫn vào với gió và trở thành gió, một ngọn gió xa xăm. Giờ chẳng còn những chiều mưa nhóm lửa, chẳng còn những tiếng ho khúc khắc. Chỉ còn mình chị nhóm lên những ngọn lửa tự sửa lòng mình. Nhưng tàn cho lạnh ngắt, đồng lõa với màn đêm có tiếng anh gọi chị rền rĩ tiếng gọi lẩn khuất đâu đó rồi tan vào màn mưa chị để mặc những màu than hồng nguội lạnh hớt hải lao ra chạy theo tiếng gọi là miền gió đấy gió lồng lộng thổi mưa táp vào mặt chị đôi chân trần run run trên con đường đất ngoằn ngoèo đổ ra phía bờ sông phía ấy rực sáng lấp lánh những cánh chuồn chị lao đi xé rách màn mưa chạy về phía ấy tấm áo mỏng dính chặt vào da thịt hơi thở lạnh ngắt những giọt mưa mằn mặn chị đổ gục như cây chuối bị phạt ngang thân rời rã đến khi mở mắt ra thì khuôn mặt anh bừng sáng trước mặt anh của một buổi chiều xanh khi tấm áo chị ướt sũng nước sông đang căng vồng lên trong những hơi thở nóng hổi và gấp gáp những bụi xuyến chi non màu mỡ căng mẩy đụ hoa dập nát đất rực lên hơi ấm tiếng gió vi vút trên đỉnh trời xanh thắm chị gục đầu vào ngực anh mơn man hít hà mùi mồ hôi quen thuộc rồi lại hoảng hốt đẩy anh ra không không phải anh là kha chị sợ hãi khép chặt tà áo quay đầu chạy bỏ lại một vùng trời lấp lánh chị xuyên qua màn mưa chạy về miền u tối của riêng mình. Đứa con gái lai mạnh người chị. Chị dụi mắt, ngơ ngác nhìn những tàn lửa nhảy nhót, rồi quay đi, bần thần cài lại chiếc huy áo ngực, không biết bị tuột tự lúc nào. Chị nhớ có những buổi chiều rất xanh, tiếng trống vang lên, những chú chim non ùa ra reo toáng, a à, chú bộ đội đợi cô giáo kìa tiếng cười giòn tan những bước chân khui trên con đường làng bụi mù chúng lại vội vã về nhà trông em nấu cơm hay phụ bố mẹ ra đồng trẻ con biển quê nghèo nào mà chẳng vậy chị dắt xe đi chậm kha chờ tôi làm gì thế à muốn đưa chị ra bờ sông có cái này hay lắm chị lưỡng lự nhìn trước nhìn sau rồi cũng gật đầu kha ngồi bên chị nhẫn nại như bao năm nay. Bờ sông ào ạt gió, những cánh chuồn trong suốt, mỏng tang chấp chới bay. Kha bảo, trên cao kia trông bằng lặng thế thôi, nhưng rất nhiều gió. Mỗi khi bay, càng lên cao, Kha lại càng thấy cô đơn, cô đơn lắm. Kha ngượng ngùng nắm lấy tay chị, chị bồn rủn rút tay ra rồi khóc. Kha không cần phải thương hại tôi đâu, chị lập cập đạp xe về bỏ kha đứng chôn chân nhìn theo trong bóng chiều buông đêm ấy chị nằm lặng lẽ khóc nhìn quanh nhà đâu cũng thấy bóng dáng kha hiện hữu và bàn tay ấm nóng hơi thở thật gần chị thiếp đi trong cơn mơ ướt sũng chập chờn và đứt đoạn đến khi tỉnh lại thì thấy kha đang đứng bên cửa dịu dàng nhìn chị chị hớt hải lao ra khỏi giường chân không kịp xỏ dép. Nhưng Kha lại quay đi. Mỗi bước chân của Kha nện vào mặt đất làm tim chị tắt lại. Chị nhào chạy theo ôm chầm lấy Kha từ đằng sau, run rẩy Mái tóc u tối sổ ra che nửa mặt trùm phủ vai Kha. Chỉ còn hơi thở nóng hổi quyện vào nhau. Bỗng chị lạnh sống lưng, khi thấy anh hiện ra giữa một cuồng sáng nhạt nhòa với đôi mắt u buồn rồi khuất vào bóng tối. Chị Hoàng hốt bội vã buông kha ra, đuổi theo anh rồi ngã khụy. Chị ngập dần, ngập dần trong dòng sông cuộn chảy những xác chuồn. Chị gào lên kêu cứu. Một bàn tay ấm nóng chìa ra kéo chị lên. Tiếng gọi của đứa con gái dứt chị ra khỏi giấc mộng Bàn tay chị lạnh ngắt trong bàn tay ấm mềm của đứa con gái bé bỏng. Chị ôm choàng lấy nó trong cơn hoảng loạn. Toàn thân đầm điểm mồ hôi. Tiếng những con mèo động đực gào trên mái nhà thảm thiết. Chị bần thần ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ, trăng bạc mỏng như xương, rồi thẫn thờ đi ra phía nhà ngoài, thắp nén hương lên bàn thờ, những tàn hương nát bụi chiều ấy Vừa bật tivi lên Chị đã không tin vào mắt của mình Vào tai mình nữa Tất cả mờ nhòe Trước mắt chị Sau phút giây kinh hoàng Chị lao ra bờ sông Nắng hanh hao úa vàng Những đàn chuồn ráo rác Gió lồng lộng Chỉ có gió Cô đơn lắm Tiếng thì thầm lạc trong biển gió Chị ngã khuỵu xuống Đỉnh trời rất xanh và hai người đàn ông của chị đang mê mải bay lượn trên đó. Thi thoảng họ nhìn xuống, mỉm cười với chị. Các bạn thân mến, tác giả Nguyệt Chu tên thật là Chu Thị Thu Hằng, sinh năm 1986 là thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Hiện giảng dạy ngôn ngữ văn tại trường Trung học phổ thông Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thế mạnh của Nguyệt Chu khi viết truyện ngắn là đặc tả tâm trạng, thưởng thức miền gió của chị, chúng ta thấy được không khí thiên nhiên bảng lảng với cảm xúc và lòng tự sự miên man. Truyện ngắn của Nguyệt Chu mang lại cảm giác và liên tưởng về một cuốn phim quay chậm. Ở đó, tác giả hoàn toàn để cảm xúc chi phối câu chuyện của mình từ sự dẫn dắt của cảm xúc, đường nét các nhân vật, chi tiết, bối cảnh, tình huống, xung đột hiện ra. Như những chuyện ngắn khác của cô giáo Nguyệt Chu, chất văn và cả chất đời thấm đẫm trong từng trang miền gió. Ta có thể nhặt ra trong chuyện của chị từng mảnh cuộc sống hiện thực nơi chốn đang cư ngụ. Một tai nạn rơi máy bay huấn luyện quân sự, nhịp sống thường ngày của một cô giáo, cánh đồng, vụ gặt và triền sông ngập gió khi nhìn qua lăng kính khô khốc của đời thường mọi thứ giản đơn và trôi tuột đi rồi tuần tự nhịp sống chồng chất lên chẳng còn lại chút dư vang nhưng qua những trang văn của nguyệt chu chúng ta thấy động lại đó thao thiết tiếng đời nỗi xót xa thương cảm cho số phận con người tác giả đã không chọn sự tỉnh táo trong khi sáng tác mà để cho cảm xúc dẫn dắt đến cùng có lẽ vì thế kết chuyện của chị có thể khiến một bộ phận độc giả hụt hẫng Nhưng cũng tới cùng, nhặt trong miền gió, chúng ta vẫn cảm nhận được sự rung động, chất văn trong sáng tác của Nguyệt Chu. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại thôn Hoàng Dương, Làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây Cũ nay thuộc Hà Nội. Ông là một tác giả tên tuổi của văn học Việt Nam hiện đại với các sáng tác thuộc nhiều lĩnh vực: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, tiểu luận, ký chân dung, ghi chép. Tính đến nay, ông đã xuất bản 12 tập thơ, 4 tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn, 4 tập truyện thiếu nhi, một số tập chân dung, tiểu luận và 3 tác phẩm dịch. Nguyễn Quang Thiều từng nhận giải A Hội nhà văn Việt Nam năm 1993 với tập thơ Sự mất ngủ của lửa cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế khác. Hiện nay ông là chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, phó tổng thư ký thứ nhất Hội nhà văn Á Phi. Ông có nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết đã được dựng thành những bộ phim nổi tiếng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn rất giàu chất thơ của Nguyễn Quang Thiều mang tên Lời hứa của thời gian. Chuyện được rút từ tuyển tập truyện ngắn 75 gương mặt văn nghệ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2023. Xuất bản nhân dịp báo văn nghệ kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu tiên. Khi hoàng hôn xuống những đồi thông, thì gió nổi lên. Tiếng gió u u không dứt cho đến tận sáng sớm hôm sau. Đối với ông Miên, giấc ngủ không còn quan trọng nữa. Ông có thể thức suốt đêm hoặc ngồi trong ngôi nhà dưới chân đồi, hoặc đi lang thang trong rừng thông sẫm tối và sạch sẽ. Buồn ngủ lúc nào thì ông ngủ lúc đó. Có ngày ông ngủ suốt buổi chiều trên lớp lá thông dày ở đỉnh đồi. Ông tin, một ngày nào đó Ông sẽ ngủ mãi mãi trên thảm lá thông này. Ý nghĩ ấy làm ông hạnh phúc. Chính trên những quả đồi này, năm 1972, cả tiểu đội của ông chỉ còn sót lại một người, đó chính là ông. Sau trận đánh chiều đó, ông ngất đi vì ba vết thương trên người. Khi ông tỉnh dậy, trời đã khuya. Đêm ấy trời đầy sao, cả vùng đồi im phắc ông gượng ngồi dậy và trong ánh sáng mờ của sao và vầng trăng đầu tháng ông nhận ra đồng đội ông đang nằm như ngủ bình yên trên đỉnh đồi ông đã cất tiếng gọi tất cả đã hy sinh tiếng gọi của ông đêm ấy vang trên những quả đồi trơ trụi và vọng mãi đến bây giờ sau chiến tranh ông về thăm quê và quyết định trở lại vùng đồi này trở lại vùng đồi này ông mang theo một người đàn bà trẻ người đàn bà đó là vợ ông người đã chờ đợi ông suốt mười mấy năm cuối cùng của cuộc chiến tranh ngày ông dắt vợ đến vùng đồi người đàn bà trẻ ngơ ngác nhìn cõi hoang vu và hỏi chúng mình đến đây để làm gì hở anh để sống ông miêng nói một câu ngắn gọn như vậy rồi những ngày sau đó ông dựng một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi chính quyền địa phương không một chút đắn đo cho phép ông được sống ở đó một năm sau ngày đến vùng đồi ông bắt đầu trồng thông ông nói với vợ anh sẽ trồng thông kín những quả đồi này bao giờ mới kín được người vợ lo lắng hỏi anh không biết ông nói nhưng anh sẽ chồng và sẽ chồng kín những đêm sáng trăng ông thường ngồi im lặng nhìn lên đỉnh đồi mây lững thững bay qua đỉnh đồi và ông nghe tiếng ông gọi đồng đội mình những đêm như thế ông thường đi lên đỉnh đồi và trở về nhà rất khuya vợ ông sợ hãi hỏi anh lên đó làm gì anh lên thăm bạn anh có ma nào ở trên đó mà anh thăm? Anh làm sao thế? Em sợ lắm. Anh ôm chặt vợ vào lòng và dì dầm. Tất cả đang ngủ trên đó. Vợ chồng miêng sống trên vùng đồi như sống trên một vùng đảo hoang. Có những tuần lễ không một bóng người đi qua. Người dân ở đó không biết làm gì ở vùng đồi sỏi đá và còn sót lại cả mìn từ chiến tranh này ông miêng trồng tất cả những thứ gì có thể mọc được trên đất đồi này quanh ngôi nhà nhỏ và nuôi tất cả những gì có thể sống được ở đây sau một năm vùng đồi đỡ hoang vu hơn bởi những màu xanh đầu tiên được nhen lên và bởi tiếng gà tiếng chó ngày đầu tiên ông miêng đến sở lâm nghiệp tỉnh xin cây thông non để trồng người ở sở lâm nghiệp nói giá mỗi cây thông non cho ông biết và nhanh hơn máy ông ta tính cho ông một món tiền khổng lồ mà ông miêng phải trả. Tôi không có tiền, tôi chỉ xin để chồng thôi. Ông miêng nói, người sở lâm nghiệp tròn mắt. Thế thì ông lấy lá thông mà chồng. Nghe vậy, ông miêng bỏ đi. Ông gặp lãnh đạo tỉnh. Tôi giúp tỉnh chồng thông kín những quả đồi đó. Tôi chỉ chồng thôi, tôi không lấy công, không lấy gì hết. Lãnh Đạo Tỉnh nhìn thấy ông khó hiểu, ông nói: "Tất cả đồng đội tôi đã chết trên quả đồi kia. Bây giờ họ đang ngủ ở đó, khi nào thông mọc kín những quả đồi thì tôi sẽ trở về quê." Lãnh Đạo Tỉnh ôm lấy ông, sau đó sở Lâm Nghiệp cấy cây giống cho ông. Ông miên bỏ hết số tiền ông có mua một chiếc xe trâu để chở cây giống và giúp ông những việc khác. Mỗi tháng ông đánh xe châu đưa vợ xuống thị xã một lần để mua sắm những thứ cần thiết cho hai vợ chồng hoặc mang bán một ít gia cầm. Những buổi chiều bớt việc, ông thường dắt con trâu đi lang thang quanh vùng đồi để tìm cho nó một đám cỏ ngon. Có lúc, con trâu dừng bước ngẩng cao đầu nhìn về dãy trường sơn xanh mờ. Nó bứt dứt, lắc chiếc mõ tre đeo nơi cổ. Tiếng mõ tre vang lên đơn độc và khắc khoải. Nhiều đêm con trâu đánh rừng suốt đêm vào những gióng che chắn cửa và tiếng nó thở hắt ra như một tiếng thở dài. Những lúc ấy, ông miêng tỉnh giấc. Ông cầm chiếc đèn bão ra chuồng trâu. Con trâu ngước đôi mắt ươn ướt nhìn ông. Ông bước lại bên con trâu, vuốt ve cái khoáy trắng trên trán con trâu và thì thầm. Khi thông phủ kín những quả đồi, tao sẽ thả mày về với rừng hai năm sau những cây thông được trồng đã bắt đầu giết gió đêm đêm gió u u thổi qua rừng thông non trên sườn đồi và trong tiếng gió thổi lúc gần sáng có tiếng trâu khua sừng và thở gấp vừa náo nức vừa buồn bã những đám mây mang hình người lơ lửng trôi qua những đỉnh đồi trong ánh trăng nhiều đêm như thế vợ ông đã khóc và đòi ông rời bỏ vùng đồi về quê rồi vợ ông mang thai ông ôm vợ và nói chúng mình sẽ có một thằng con trai vùng đồi này sẽ có thêm một người và ông có thêm một người chồng thông nhưng ngày vợ ông sinh là ngày khủng khiếp nhất đời ông đứa bé không thành người nó chết ngay sau khi được sinh ra ông đã bọc đứa con trong chiếc áo lính bạc trắng của mình và đi quá nửa ngày đường xe châu đưa đứa bé về vùng đồi. Ông chôn đứa bé trên đỉnh đồi nơi cả tiểu đội của ông đã nằm ở đó. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng ông để cho vợ đánh chiếc xe châu lọc cọc về thị xã chơi với người quen cho khuây khỏa. Còn ông lại lao vào chồng thông từ sáng đến tối. Vợ ông xuống thị xã và đôi khi ở lại vài ba ngày, nhiều đêm chị hoảng hốt đòi ông trở về quê, nhưng ông chỉ im lặng. Ông quyết liệt trồng thông phủ kiếm những quả đồi và quyết liệt có con. Vợ ông mỗi ngày một ít nói và đánh xe châu về thị xã nhiều hơn, cho đến một ngày ông không thấy vợ trở về, ông về thị xã tìm vợ, vợ ông để lại chiếc xe châu ở nhà người quen cùng với lời xin ông tha thứ và vĩnh biệt ông vợ ông đã không chịu nổi cuộc sống ngày dương đêm âm của vùng đồi và chị quá sợ hãi phải sinh nở với ông ông chỉ có thể sinh ra những đứa trẻ không thành người chị đã bỏ ông bỏ vùng đồi đi theo một người đàn ông khác mà chị gặp trong những lần đánh xe châu về thị xã ông chết lặng khi nghe tin ấy và lần đầu tiên trong đời ông thấy mình như không còn một chút sức lực nào nữa ông tựa vào con trâu và run lẩy bẩy ông không đi tìm vợ ông cũng không có ý đánh xe trở về vùng đồi ra khỏi thị xã ông nằm xuống thùng xe và mặc cho con trâu kéo cỗ xe đi về đâu thì đi ông nằm trên đống cỏ đã héo khô trên thùng xe người như lên cơn sốt mặt trời dần tắt bóng tối phủ dần lên con đường, con trâu vẫn kiên nhẫn bước đi từng bước. Khi con trâu lắc mõ và giống lên một tiếng dài thì ông mới tỉnh khỏi cơn sốt của đau đớn. Ông ngồi dậy và sừng sốt nhận ra cỗ xe đã dừng trước ngôi nhà của ông dưới chân đồi. Ngôi nhà nằm im lìm trong bóng tối. Hai con chó thấy ông về mừng rỡ chu lên khe khẽ. Ông mệt mỏi bước xuống khỏi thùng xe. Gió đêm bắt đầu thổi. Những lá thông rung lên. Ông lặng lẽ bước lên đỉnh đồi. Hai con chó lặng lẽ theo sau ông. Ông đến ngồi xuống nấm mộ nhỏ của đứa con xấu số bên một gốc thông. Ông khóc. Đêm đó, ông lên cơn sốt thật. Trong cơn sốt, ông thấy đồng đội ông ôm súng nằm phủ kín những quả đồi ông đi lang thang trên những quả đồi và gọi tên đồng đội không ai trả lời ông tất cả đã ngủ mãi mãi trên những quả đồi kia ông nằm bệt trên giường hai ngày liền một nhân viên của trạm cây giống lên thăm ông thấy ông ốm anh ta vội đi đón một nữ y tá đến chăm sóc ông mấy ngày sau ông khỏi và lại đánh xe đến trạm cây giống lấy thông con ông lại trồng thông từ sáng đến tối mịt lúc nào đói thì nấu ăn lúc nào mệt thì nằm ngủ không theo quy luật nào cả cứ khoảng một tháng ông miêng lại đánh xe về thị xã sau khi mua sắm những thứ cần thiết cho sinh hoạt và công việc ông ghé qua nhà quen của vợ chồng ông có thấy cô ấy về đây không khi gặp người quen ông thường hỏi câu đó người đàn bà nhìn ông vừa ái ngại vừa như có lỗi và lắc đầu và trước khi bước lên xe để trở về, ông đều nói. Có gặp vợ tôi thì bảo với cô ấy là tôi vẫn đợi cô ấy. Mỗi lần từ thị xã trở về, ông Miêng thường ghé thăm cô y tá đã chăm sóc ông cây bận ông ốm. Cô y tá tên là Hoa, làm việc ở một trạm xá xã gần đó. Ông thường mang cho chị lúc thì một ít trái cây, lúc thì một hai chục trứng gà hai người ngồi nói chuyện vần vơ về vùng đồi, dần dần họ trở nên thân thiết. Những lúc rảnh rỗi, Hoa đạp xe lên thăm ông. Ông Miêng dẫn chị lên đỉnh đồi để chỉ cho chị những cây thông mới trồng. Những cây thông cứ từng ngày mọc lên trên những quả đồi sỏi đá. Ngày nào đến thăm ông, chị cũng ở lại ăn cơm chiều với ông. Hai người ngồi ăn cơm bên ngọn đèn chai trong tiếng gió thổi qua những đồi thông một buổi chiều đưa hoa lên đỉnh đồi ông miêng đã nói với chị không có người thì chẳng làm sao nhưng đã có người đến đây rồi thì tôi thấy mình lẻ loi quá nghe ông miêng nói vậy hoa im lặng và đi xuống chân đồi ông miêng bước theo và nói khẽ ngày nào không có hoa tôi thấy trống vắng quá hoa càng bước vội hơn đến ngôi nhà của ông miêng dưới chân đồi hoa vội vàng lấy xe đạp và nói em phải về ông miêng vội gọi sao không ở lại ăn cơm với tôi hoa không trả lời chị đạp xe xuống con đường đất đỏ chạy ven chân đồi một tuần sau đó hoa không lên đồi thăm ông miêng ông nóng ruột xuống làng tìm chị họ ngồi im lặng trước nhau hoa không nói một câu gì cho tới khi ông miêng đứng dậy ra về hoa tiễn ông ra đến đầu ngõ và bỗng nói anh đừng giận em chiều mai em lên buổi chiều hôm sau hoa lên thăm ông miêng đó là một buổi chiều hạnh phúc trào lên bất tận với ông miêng ông dùng xe châu đưa hoa đi thăm xung quanh vùng đồi ông nói say sưa và náo nước về vùng đồi hoa nghe ông và đôi mắt ràn rụa những ngày sau đó cứ khi nào rảnh rỗi công việc ở trạm xá xã hoa lại đến với ông miêng chị dọn dẹp nhà cửa cho ông và cuốc những vạt đất ven chân đồi trồng chuối và rau một buổi chiều đang trồng thông non trên sườn đồi ông miêng giật mình nghe một tiếng nổ dưới chân đồi ông nhìn xuống và kinh hoàng nhận ra hoa nằm úp mặt trên đất khói đen như chùm kín người chị hoa ông miêng rúm lên và lao xuống chân đồi những cây thông non mới trồng gãy gập dưới chân ông khi ông chạy đến chỗ hoa nằm thì khói đã tan hết chị nằm sấp trên mặt đất đồi một bàn tay vẫn nắm chặt chiếc cán cuốc một quả mìn còn lại trong chiến tranh đã cướp đi mạng sống của chị ông miêng từ từ quỵ xuống bên chị bỗng ông ngửa mặt lên trời và giống lên bầu trời trên đầu ông trong và xanh thẳm khói mìn đã tan đi trong gió cả vùng đồi yên tĩnh lạ thường ông miêng bế hoa lên hoa ơi là hoa ông gọi và bế hoa về phía ngôi nhà của mình ông múc nước trong chiếc lu sành rửa mặt mũi chân tay cho chị rồi ông đặt chị nằm ngay ngắn trên chiếc giường của mình ông mở hết cửa cho gió đồi buổi chiều lùa ào ạt vào ngôi nhà ông ngồi xuống bên chị và kể lể cho chị nghe về cuộc đời ông cho đến khi bóng tối phủ kín ngôi nhà sau ngày vợ ông bỏ đi và hoa bị chết bởi mìn Ông Miên bỏ rất nhiều thói quen của cuộc sống hàng ngày, chỉ còn một vùng đồi và những cây thông non là niềm vui của ông. Đêm đêm ông lẩn thần với những công việc không đâu vào đâu. Gần sáng ông thức giấc, ông ra hiên nhà ngồi nghe gió u u qua rừng thông đã lên cao. Có một thời sở lâm nghiệp mời ông làm đội trưởng đội trồng rừng của tỉnh, ông từ chối. Ông muốn sống một mình trên vùng đồi này ông muốn tự tay trồng kín thông trên những quả đồi sỏi đá và đầy mảnh bom đạn cùng với những quả mìn còn sót lại đâu đó trong đất đồi đêm đêm ông sống cùng tiếng gió những đồi thông thỉnh thoảng ông lại nghe thấy chính tiếng ông gọi đồng đội xưa kia vọng về đồng đội ông đã yên nghỉ mãi mãi trên những ngọn đồi kia và ông cũng được yên nghỉ vĩnh viễn nơi đó hàng tháng ông vẫn đánh xe xuống thị xã và lần nào ông cũng cho xe đi qua cửa nhà quen của vợ ông. Ông cho Châu dừng lại. Ông nhìn vào ngôi nhà rồi lại bỏ đi. Với vợ ông, ông không hề thủ án. Ông chỉ thấy buồn. Người đàn bà ấy đã chờ đợi ông suốt 10 năm không một điều tiếng gì. Nhưng chỉ 3 năm sống với ông trên vùng đồi này, chị đã không chịu đựng nổi nói đúng hơn là chị khiếp sợ. Chị khiếp sợ phải sinh cho chồng những đứa con bất thành nhân dạng. Bây giờ thông đã mọc kín và cao trên những quả đồi. Tóc ông Miên đã bạc trắng, tuy ông mới ngoài 60 tuổi. Con trâu ông mua từ ngày mới đến vùng đồi, nay đã già yếu. Đôi sừng như đè nặng hơn trên đầu con trâu, làm mặt nó như chuối sát đất. Hơn một năm nay, ông không bắt nó kéo xe, đã có lần nhớ đến lời hứa trước kia với con trâu ông đã dắt nó đến sát những cánh rừng trường sơn và nói với nó mày hãy trở về rừng đi nói xong ông tháo thừng cho con trâu và quay về nhưng đêm hôm sau trong giấc ngủ và nghĩ mình ngủ mê ông nhớ con trâu nhưng ông giữ lời hứa của mình rồi ông lại chập chờn bước vào giấc ngủ ông nghe thấy có ai gõ cửa ông lại tỉnh giấc ông ngồi dậy lắng nghe và nhận ra có ai đó đang đẩy cửa ông bước vội ra mở cửa và nhận ra con trâu trở về ông khẽ kêu lên và ôm lấy cổ con trâu già rồi ông đốt đèn ra sau nhà hái một ôm lá sắn cho nó con trâu vừa ăn vừa nhìn ông ông âu yếm nhìn con trâu và nói mày không muốn về rừng ư thôi thế thì ở lại với ta những quả đồi này cũng thành rừng thông rồi có công của mày đấy những ngày sau đó chiều chiều ông dắt con trâu đi lang thang trên những đồi thông và những lúc ấy ông nhớ đến đồng đội ông nhớ đến đứa con đã chết của ông nhớ đến người vợ đã bỏ ông đi không có tin tức gì và nhớ đến cái chết của hoa trong một buổi chiều của hòa bình nỗi nhớ bây giờ của ông không còn mang nỗi đau tê tái nữa mà chỉ như gió thổi qua những đồi thông vào những đêm gần sáng và da diết bồn chồn vừa xa xăm thôi thúc một buổi chiều ông dắt con trâu già từ rừng thông trở về một chàng trai đã đứng ở sân nhà đợi ông ông lặng lẽ bước đến trước chàng trai cháu chào bác ạ chàng trai nói khẽ cậu tìm ai? ông hỏi. cháu tìm bác Miêng ạ. À? tôi đây. ông nói. tôi là Miêng. mặt chàng trai chợt biến động lạ lùng. ông nhận thấy đôi môi chàng trai run lên. cậu tìm tôi có việc gì? chàng trai không trả lời. nước mắt chàng trai trào ra. bỗng chàng trai nước nở. có chuyện gì vậy? sao cậu lại khóc? chàng trai cứ đứng trên sân khóc một hồi lâu rồi chàng trai lấy tay lau nước mắt chàng trai bước một bước về phía ông và nói giọng như lạc đi ba ba miêng con là con của ba con tôi ông miêng khẽ kêu lên cậu nhầm rồi ba hãy tha thứ cho má con má cậu má cậu là ai má con là lợi má nói con đi tìm ba mọi cảnh vật trước mắt ông miêng nhòa đi, tim ông nhói lên như một mũi kim đâm vào, hai chân ông run lên. Cậu là con tôi à? Ông miêng nói như bằng hơi thở của người ốm nặng. Con là con của ba. Má nói con đến đây tìm ba và nói ba hãy tha thứ cho má. Má cậu đâu? Chàng trai khóc và nói. Má mất rồi, ba ơi! ông miêng cúi đầu im lặng một lát sau ông đến bên chàng trai đặt bàn tay chai sạn đen đúa lên vai chàng trai và nói vào nhà đi chàng trai mở túi lấy một bọc vải nhỏ và mở ra trong đó là một chiếc nhẫn ông miêng nhận ra chiếc nhẫn đó chàng trai lấy chiếc nhẫn đưa cho ông miêng trước khi mất má đưa chiếc nhẫn cho con và nói con phải đi tìm ba Đến lúc đó, con mới biết ba con là ai và ở đâu. Má cậu nói gì nữa không? Má nói má đã phản bội ba. Không phải vì má không yêu ba, mà là má quá sợ. Má cậu sợ cái gì? Ông Miêng hỏi. Con cũng hỏi má vậy, nhưng má không bao giờ nói cho con hay. Lâu này má con cậu sống ở đâu? Dạ, ở Nha Trang. Chàng trai đáp giọng đầy nước mắt má con cậu sống với ai chỉ hai má con thôi chàng trai nói từ lúc sinh ra con chỉ biết có má nói xong chàng trai nhìn ông miêng vừa sợ vừa chờ đợi hai người ngồi im lặng mặt ông miêng bất động trước khi má mất chàng trai nói má bắt con hứa là phải tìm được ba má nói con thay má tạ lỗi ba và mong ba tha lỗi cho má để má được thanh thản nơi chín suối má nói con phải đến đây và sống với ba hết đời ba sẽ che chở cho con ạ à? ông miêng nhìn gương mặt non nớt trong sáng và tội nghiệp của chàng trai lòng ông nhói đau ông biết chàng trai không phải con ông vì ông không bao giờ sinh được một đứa con lành lặn ông cũng chợt hiểu người đàn ông đã lừa dụ vợ ông và cũng đã ruồng bỏ người đàn bà ấy cùng hòn máu của mình ba sẽ che chở cho con giọng nói nức nở và như một lời cầu nguyện của chàng trai vang trong lòng ông và hơn thế người đàn bà vợ ông đã quá yêu thương đứa con mình và cầu ông che chở cho một con người thấy ông ngồi bất động chàng trai lại khóc và nói ba ơi má mất rồi ba ơi ông lẩm bẩm như người ngủ mê nhắc lại tiếng gọi của chàng trai ba hãy thứ lỗi cho má giọng chàng trai đã khản ba cho con về ở với ba ba đừng bỏ con nhá ông miêng nhìn chàng trai nếu lúc này ông nói ra sự thật với chàng trai thì có nghĩa ông đập tan mọi hy vọng và sự chờ đợi của nó và nghĩa là ông không chấp nhận lời cầu xin của một người đàn bà tội nghiệp trong cơn hấp hối và cũng chính lúc này sự xuất hiện của chàng trai lại làm ông thấy cô đơn hơn bao giờ hết nếu bây giờ chàng trai bỏ đi ông sẽ gục ngã không thể đứng lên được bởi chính sự cô đơn mà bấy lâu nay ông cố vùng vẫy chống chọi khi chỉ có mình ông ông không nhìn thấy hết sự cô đơn nhưng khi có một con người khác đứng trước mặt ông, ông mới nhìn thấy toàn bộ sự cô đơn khổng lồ của mình. Lúc này nhìn ông như một người cổ xưa, không tuổi tác và lặng phắc như đá. Bỗng từ trên những đỉnh đồi gió ào ạt đổ về, ngọn gió lớn cuồn cuộn thổi qua hai người. Trong tiếng gió vọng lên, những tiếng thì thầm bất tận. Ông miêng chống gối đứng dậy ông bước đến trước chàng trai chàng trai đỡ lấy ông ông thấy hơi người ấm rực từ chàng trai phả vào cơ thể ông đang run lên như một cơn sốt rét ông quở tay ôm lấy chàng trai và kêu lên như một tiếng rên Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Lời hứa của thời gian của nhà văn Nguyễn Quang Thiều Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này Thưa các bạn, nhân vật chính trong chuyện ngắn chúng ta vừa nghe Ông Miêng có thể khiến mỗi thính giả, độc giả Liên tưởng ngay đến một nhân vật trong giới văn chương Đã từng nổi tiếng ở miền Nam trước 1975 Đó là thi sĩ Nguyễn Đức Sơn, còn được gọi là Sơn Núi Cả Nguyễn Đức Sơn và ông Miêng đều có hành động giống nhau đó là dành cả cuộc đời mình để trồng những cây thông. Trong đời thực, ông Nguyễn Đức Sơn tương truyền đã trồng tới một vạn cây thông ở vùng phương bối Bảo Lộc, Lâm Đồng và còn tiếp tục truyền cảm hứng này cho các con của mình. Nếu như thi sĩ Nguyễn Đức Sơn trồng thông trong một tâm thế trở về về hoang sơ, sống gần gũi với thiên nhiên, thì ông Miêng trong chữ ngắn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lại trồng thông kín những quả đồi vì nỗi đau chiến tranh khi tất cả đồng đội ông đã hy sinh ở đó. Đặt tên chuyện là lời hứa của thời gian chúng ta hiểu rằng đây là cách ông Miêng tự hứa với lòng mình, chứ không phải có ai ép buộc hay giao nhiệm vụ cho ông cả. Xoay quanh cuộc sống của ông Miêng, ta bắt gặp cả một bi kịch của người lính thời hậu chiến khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, đứa con sinh ra bị nhiễm chất độc da cam. Người vợ đợi chờ ông đằng đẵng suốt 10 năm thời chiến thì nay lại bỏ ông trong thời bình. Một hy vọng hạnh phúc vừa nhen nhóm lên trong đời ông Miêng đã nhanh chóng vụt tắt. Đấy là khi Hoa quốc phải quả mìn có sót lại trong chiến tranh và qua đời nỗi đau cũ còn chưa nguôi thì nỗi đau mới lại trồng lên trong lòng người cựu chiến binh phần cuối chuyện có lẽ là một sắp đặt để mong mang đến một cái kết có hậu trong cuộc đời ông miêng đó là ông không phải sống cô đơn nữa bởi con trai của lợi đã tìm về nhưng ông cũng đồng thời phải giữ kín một bí mật khác bởi nếu nói ra sự thật sẽ mang nỗi đau cho người thanh niên vừa tìm đến ông mỗi người nghe người đọc có lẽ đều tin rằng hai người đàn ông ấy sẽ mang đến cho nhau hơi ấm cuộc đời trong tất cả những tháng ngày sắp tới. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn Tháng 2 Hoa Nhãn của nhà văn hữu phương qua giọng đọc Đình Khánh. Anh từng bị trời phạt và giờ đây hình như cũng đang bị chính cuộc đời trừng phạt. Một sự trừng phạt không ồn ào, thậm chí dịu êm nhưng sẽ nhức nhối và dày vò chứng cớ là anh đang vùi mặt vào một góc nhà nghỉ cố không để ai nhận ra mình không để mình nhận ra ai chờ sáng ra làm cho xong cái việc cần làm rồi chuồn thẳng thế mà cái vầng trăng ký ức kia huyễn hoặc cái không khí thanh mát của miền quê châu thổ lay thức đã ve vãn bước chân anh lại tiếng rì rầm thao thiết của sông Hồng đêm anh bỏ trốn. Lại ngọn gió thơm nồng hương tóc người năm ấy, càng muốn tránh anh càng bị nó cám dỗ cuốn đi không cưỡng lại được. Bước như mộng du, vô tình anh chạm phải một cái gì cao ngất vạm vỡ chắn ngang lối đi với những bậc tam cấp bằng đá và ba lối vào trần cuống vòm cổ kính anh lùi lại mấy bước đưa mắt nhìn lên à tam quan của vanh miếu xích đẳng. nó đã đứng đây gần hai trăm năm vẫn ba tầng với các lầu gác và lầu chuông tường xám mốc mái cong lập ngói mũi hài rêu phong các cánh cửa gỗ lim vẫn đóng kín nó chỉ được mở những ngày đại lễ đây rồi lối ngách dành cho khách đi bộ Ngày xưa, người ấy thường nắm tay anh đi theo lối này. Bốn phía khuôn viên vẫn những dạng nhãn cổ thụ xòe tán đón trăng. Vẫn cái sân lát gạch rộng chứa năm bảy trăm người những ngày tế lễ. Anh đặt những bước chân kính cẩn lên bậc thèm ngôi nhà tiền tế. Hồi hộp đầy nhẹ cánh cửa và lập tức sụp lại trước điện thờ ánh trăng và ánh điện từ ngoài hiên phà vào một thứ ánh sáng dịu êm và linh thiêng Đổ soi rõ chân dung các bậc thánh hiền chu văn an trên bệ cao gương mặt sáng láng và nghiêm nghị của ngài thoáng chút lo âu không biết về sự học của con cháu hay về cõi bờ tổ quốc nhưng đôi mắt ngài nhìn anh vẫn hiền lành không ra hờn trách cũng không giễu cợt và chính điều này khiến anh bật khóc. Vẫn quỳ mọp sát đất, anh thầm thì nghẹn ngào. Con đã không thực hiện được lời hứa, con đã đỗ tiến sĩ, được phong hàm giáo sư, nhưng con không thể vinh quy bái tổ nơi này như đã nguyện cầu. Tự lòng hồ thẹn, hồ thẹn với 228 vị đại khoa của Hưng Yên xưa được thờ phụng ở đây, thực ra con chỉ là lớp phó tiến sĩ cắt gián nhờ sự nhập nhọa của chính sách mà sau một đêm thành tiến sĩ rồi nương bóng tùng quân mà được phong hàm giáo sư con lại bỏ rơi người con gái ấy không chịu nổi cơn giày vò tâm trạng anh khom người chắp tay trước ngực bước lùi ra khỏi điện thờ Ngày xưa nàng đã cùng anh đến đây nhiều lần, lần cuối cùng là mùa hạ cách đây 25 năm trước kỳ thi vào đại học. Hai người đã quỳ bên nhau trước điện thành kính như hai tín đồ cầu mong những nguyện ước về sự nghiệp và tình yêu của hai đứa được các vị thánh hiền chứng giám và phò trợ. Bây giờ không biết nàng ra sao cỏ vẫn mềm mượt dưới chân gió về đêm mát lạnh sông hồng dưới trăng gợn những con sóng lăn tăn màu thép bạc sao anh lại đến chốn này hoang cỏ dưới chân đây đây rồi sao anh bồi hồi gieo mình xuống mặt cỏ trăng vẫn ào huyền như đêm nay Đêm ấy, anh không câu được con cá nào, nhưng đã câu được người con gái ấy. Tóc của nàng đen dày trải ra như một tấm khăn. Cuộc tình đang nồng nàn hương lửa. Sao anh đã chạy trốn? Vì sự trì chết bọc trực của thằng Vận, bạn học cùng lớp còn đồng bác ruột nàng chăng? hắn gọi anh ra bờ đê vắng nơi từ đó nhìn được ngôi nhà tường vôi trắng mái ngói đỏ của gia đình nàng hắn nói mày thử nhìn lại mình đi cha mẹ mất sớm ở với ông chú con cái lít nhít một đàn nghèo rớt mồng tơi mày có gì nữa không trong khi cái hương em tao cành vàng lá ngọc mày đúng là đồ đũa mốc Câu nói của thằng Vận đất dội cả gầu nước vào bếp lừa tình hai đứa. Hay do kết quả kỳ thi đại học mà ai cũng đoán chắc là anh sẽ thủ khoa. Kết quả nằm dưới điểm sàn, đã như cái tát dáng vào mặt khiến anh choáng váng, tê đứng cả người. Trong khi điểm của nàng cao nhất nhì khối, anh đã bỏ trốn khỏi phố làng ngay đêm ấy, không một lần ngoái lại. Thực ra dù phải ngồi vào một lớp trung cấp, nhưng trong anh uốn cháy quý trí phải có bằng đại học, anh mới về quê. Thế nên sau khi có bằng trung cấp, được nhận vào làm hợp đồng chân chạy vặt ở một cơ quan văn hóa thủ đô, anh đăng ký ngay lớp đại học tại chức. Và đường đời đã lôi tuột anh đi một mạch như cơn lốc số phận. Ở đó, anh gặp một cô gái mà cha nàng có chiếc đũa thần cô nàng đã vài lần trượt vò chuối các kỳ thi đại học và cũng đã nhận phần thua thiệt trong vài mối tình tan vỡ anh và cô nàng kẻ năm lạ người nửa cân đã nhanh chóng bập vào nhau cô nàng giàu có nhưng khát tình anh nghèo hèn nhưng khát danh vọng hai người cưới nhau sau hai kỳ tập trung lên lớp sau đám cưới anh làm chủ một căn hộ sang một người đàn bà hoạt và một xe máy xịn. Nhàn sắc cô nàng không sánh được người ấy. Nhưng nói làm gì chuyện đó trong cuộc tìm kiếm phần thiếu hụt của mỗi người này. Vừa cất bút sau kỳ thi tốt nghiệp lớp đại học tại trước, anh bất ngờ có quyết định chuyển về làm việc tại một trung tâm nghiên cứu văn hóa. Anh định sinh sang về quê ít hôm, nhưng phần băn khoăn không biết ăn làm sao nói làm sao với người ấy phần tức khắc nhận được ý chỉ của bố vợ phải có đề cương nghiên cứu một mảng văn hóa sông hồng thế là anh lại vùi mặt vào công việc sau này khi nhanh chóng được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài anh mới hiểu thâm ý của bố vợ là cho thiên hạ thấy rằng anh về trung tâm nghiên cứu này không phải ngẫu nhiên rằng anh không tầm thường ở nước ngoài, người ta biết Hưng Yên là đâu, phố hiến xưa ra làm sao, còn anh lại sinh ra trên đất ấy và với những tư liệu có sẵn, chỉ cần đào phần tìm lối diễn đạt khác. Một hôm có một vấn đề bỗng được đưa ra thảo luận trong cơ quan, ấy là cử người phụ trách trung tâm ở phía Nam thay cho vị lãnh đạo tiền nhiệm nghỉ hưu. Và với các tiêu chuẩn cần có, anh là người duy nhất đắc cử khi máy bay đáp xuống phi trường đã có xe ra đón đang lo lắng về điều kiện ăn ở nơi nhiệm sở mới vợ anh đã đưa cho lái xe địa chỉ và anh choáng ngợp trước một biệt thự sang trọng ở một khu khá biệt lập đấy là nhà riêng của vợ chồng anh môi trường mới cương vị mới đã cho anh một vị thế mới các trường đại học ở đó xếp hàng mời anh giảng bài anh lại cắt dán và cho in những giáo trình những cái gọi là công trình nghiên cứu về văn hóa châu thổ sông hồng về trấn sơn nam xưa và phố hiến nghìn năm văn vật anh được vì nể được tung hô như một nhà khoa học lớn và sau năm bảy năm tham gia giảng dạy ở mấy trường đại học anh được phong hàm phó giáo sư khi tuổi mới bốn mươi nhiều người nói mà nhà anh Phát, bạn bè bảo đường hoàn lộ anh có sao chiếu mệnh. Người ta có thể ngộ nhận về anh, nhưng anh thì không. Anh biết anh đã làm gì, đã làm như thế nào. Và thấy hồ thẹn khi kiến diện các vị tiền nhân là văn miếu xích đằng. Họ đã nấu sờ sôi kinh bao nhiêu năm, trải bao kỳ thi ngặt nghèo mới nên khoa bảng đường hoạn lộ dạng người bao nhiêu thì đường con cái dòng giống anh tăm tối bấy nhiêu cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh chỉ trừ hai năm đi tây còn thì hai người luôn ở bên nhau vậy mà không làm sao kiếm được mộn con hết các loại thuốc thang quý hiếm đủ các thức cao lương mỹ vị vẫn không kết quả khi người đàn bà của anh bước vào tuổi bốn mươi đành bất lực tìm đến bệnh viện chuyên về hiếm muộn ở đấy người ta cho biết từ lâu vợ anh không còn khả năng sinh đẻ nữa di chứng của những lần nào thai thời con gái anh bài hỏi đó chẳng phải trời trừng phạt sao cuối cùng hai vợ chồng nhận con nuôi đó là một bé gái bị bỏ rơi trong bệnh viện rất dễ thương bụ bẫm và trắng trẻo vậy mà ngoài sáu tháng đang ăn chơi vui vẻ, nó chợt ho khúc khắc, rồi ho ngày một nhiều, hết thuốc này sang thuốc khác, hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, nó vẫn cứ ho. Không tìm ra bệnh gì, người nó gầy mòn xanh sao, nó ho bốn mùa, ho kinh niên. Ai bày chi cũng làm, xa mấy cũng đi, uống hết các loại lá lầm cây trái, đều vô hiệu. Nhưng một hôm, có một người bạn đem đến cho một lọ thuốc nhỏ bằng cái chén mắt trâu đặc sánh vàng sậm có vị ngọt lẫn vị chua bảo dùng thử mỗi sáng một giọt nhỏ bằng hạt xương vào thìa châu uống hoặc dùng vài màn chấm rồi lau quanh vòm miệng và lưỡi cho trẻ ai ngờ vị thuốc đơn giản vậy mà con bé đỡ ngay những cơn ho thưa dần bé trở lại ăn chơi như trước có điều hết thuốc là bệnh trở về chứng cũ. Người ta bảo con bé phải dùng phương thuốc ấy cho hết tuổi 12. Sau tuổi ấy, nó sẽ bình thường như mọi đứa trẻ khác. Bây giờ, anh phải tự làm lấy phương thuốc đặc trị ấy cho con gái. Nó gồm hai vị chính, mật ong và chanh đào. Người ta bảo tốt nhất là mật ong hoa nhãn. Sau vụ hoa nhãn, mật ong được lấy và cất ủ ba tháng cho chín chanh đào thường có ở các tỉnh phía bắc quả tròn to mọng nước chanh được rửa sạch để khô ráo thái lát dày độ một vài ly cho vào bình thủy tinh và dưới mật ong lên đổ ngập đậy kín nắp cho được ba bốn tháng mới dùng Trẻ dưới vài tuổi thì chặt lấy nước trẻ trên vài tuổi có thể vớt bã xay mịn trộn chung vào người lớn thì ngậm và nhai nuốt cả bã phương thuốc này triệt tiêu tự nhiên không để cơn ho phát sinh vì thế mà anh trở về quê sau mùa hoa nhãn ba tháng khi mật hoa đã chín Ông chủ quán phở sáng nói với anh Mua mật ong hoa nhãn hả Tin cậy nhất là đến công ty Hoài Hương Anh tròn mắt Có công ty kinh doanh mật hoa nhãn ư Đến lượt ông chủ quán ngạc nhiên Anh ở mặt trăng xuống chắc Đó là công ty chuyên phát triển và khai thác các sản phẩm từ cây nhãn Anh mừng húm Lao vội đi Quên cả nói lời cảm ơn trụ sở công ty là một ngôi nhà hai tầng nằm giữa khu vườn đầy nhãn ngôi nhà có cấu trúc đơn giản nhưng hợp lý các phòng có cửa vào độc lập lại có ngách thông nhau ở chính giữa thẳng với cổng vào là phòng giám đốc một cầu thang đầu hồi đi lên tầng hai anh đang lưỡng lự trước cửa phòng giám đốc muốn hỏi nơi bán mật hoa nhãn chợt giật thót người không tin ở mắt mình người ngồi trong chiếc ghế giám đốc đứng dậy bước ra. Là em đấy sao? Anh chết lặng, câu hỏi mắc cứng trong miệng. Người anh rất muốn gặp nhưng rất ngại chạm mặt đã đứng cận kề. Và nàng khẽ nở nụ cười xã giao mời anh vào. Anh chặt lập cập mỗi bước chân, sượng sùng mỗi ánh nhìn. Nàng vẫn giữ được những nét đẹp trời phú thời con gái. Bộ váy công sở bằng thứ vải đen mềm mại uyển chuyển theo bước đi, phô làn da trắng và những đường cong quyến rũ. Dù có phần đẫy đà theo tuổi tác, nhưng chính điều ấy càng khiến nàng trở nên cao sang lịch lãm. Nàng bình thản pha trà và hỏi một câu cũng rất bình thản, tựa hồ anh vắng nơi này có mấy hôm. Sao anh giờ mới về? anh lắc đầu ngăn dòng ký ức và cất tiếng lý nhí tôi muốn mua mấy lít mật ong về làm thuốc nàng nhìn anh mỉm cười kín đáo tưởng như nàng đã biết tất cả hiểu tất cả có lẽ quá nửa đời người mọi nỗi đau khổ yêu thương hờn giận và cả khinh bỉ nữa về anh trong nàng đã không còn Nàng bảo anh uống nước đi đã, rồi nói khẽ vào chiếc điện thoại cầm tay trên bàn, đưa xuống cho mẹ 10 lít mật ngay nhé. Lát sau, đã thấy một chàng thanh niên bê thùng các tông khá nặng cùng một cô gái theo sau bước vào. Cả hai lễ phép cúi chào anh, đặt thùng hàng xuống sàn nhà. Đoạn đến đứng bén lén sau lưng mẹ. Nàng giới thiệu, đây là con gái em và bạn trai của nó. Chúng vừa tốt nghiệp đại học, và trở về làm việc trong công ty em. Còn bác đây là... Nàng đưa tay về phía anh, bạn học thời phổ thông của mẹ. Với trang phục như nhau, khiến hai mẹ con như hai giọt nước, như hai chị em. Chào ôi, cô con gái lại giống hệt nàng từng nét vào đêm cuối mùa thu năm ấy. Anh thốt dùng mình, ký ức ớn lạnh tê bút sống lưng thùng các tông đựng các chai mật ong như thùng bia nền màu lá cây ở giữa nổi bật dòng chữ mật ong hoa nhãn hoài hương màu cam chín lúc sáng ông chủ quán phở còn nói tên công ty này nhưng anh hiểu là hàm ý mật ong hoa nhãn thơm mãi giờ biết đó là tên công ty của chính nàng thì hàm ý không đơn thuần như thế anh thấy chột dạ và ngượng ngùng đứng dậy cáo rút lui nàng bảo cậu thanh niên đánh xe chờ giúp anh về khách sạn. Ra đến đường cái, không hiểu sao anh đột ngột dừng lại bảo cậu thanh niên chờ thùng mặt về trước gửi chỗ lễ tân, còn mình lang thang lên đoạn đê cao nơi hai người sống đôi vào tháng hai năm ấy. Khi đó đã bước vào lớp mười hai, lòng đã thồn thức về nghề nghiệp hai đứa lặng ngắm những dạng nhãn nở bung mùa hoa màu cốm xanh trải tít tắp các làng quê phố xá miền châu thổ bất ngờ nàng nói xứ mình có nhiều lễ hội nhưng chưa có lễ hội hoa nhãn tựa ở lễ hội hoa anh đào nhật bản anh ngớ ra phải rồi ý nghĩa lắm đến thế hệ chúng ta ta sẽ tổ chức lễ hội hoa nhãn đôi mắt nàng chợt lúng liếng vì có người đồng cảm Nàng nói thêm, nấu ý nghĩa không chỉ ở vẻ đẹp đặc trưng, ẩn dưới vẻ đẹp ấy em mơ hồ một đặc sản quê hương. Anh vội hỏi, là cái gì? Nàng đáp, mặt trong hoa nhãn. Anh bật cười, vì cho thế là quá mơ mộng. Hơn nửa đời người, anh mới thấy mình quá cạn hẹp so với nàng. Giờ cũng vì thứ mặt trong hoa nhãn ấy mà anh lặn lội hàng nghìn cây số về đây anh hít căng lồng ngực ngọn gió mùa hạ miền châu thổ từ lâu bỏ quên mùa hoa nhãn đã đi qua mùa quà chín sắp đến nhãn mênh mông ngút ngát một phía sông hồng đầy nắng những dặn nhãn đứng bá vai nhau tì tựa vào nhau gánh chịu từng buồng từng chùm từng nhánh no tròn trái có cảm giác chúng đang xây nên kết nên một vòm trái một bầu trời trái mênh mông vô tận cho con người đôi chân vô thức dẫn anh theo một lối về phố và gặp phải mấy con hồ thơ mộng được xây cất như một khu công viên một nơi du ngoạn phải rồi đây là dấu vết còn lại của thương cảng sầm uất phố hiến xưa ngày anh đi đây còn là những hồ hoang um tùm cây dại anh bước dọc phố hiến và dừng lại một ngôi chùa đây rồi cây nhãn tổ nó vẫn ở ngay bên trái cổng vào nghe nói nó đã tồn tại hàng mấy trăm năm ngày xưa nó to lớn và gan góc của bậc trường lão nhưng vì quá già nó viên tịch theo quy luật lão tử cả làng cả phố đau buồn có lẽ hiểu được lòng người xứ này từ gốc cây nhãn già kịp cho lên một nhánh non rồi nhánh non cũng trưởng thành cho hoa thơm và trái ngọt người ta đem hạt nó về ươm gieo nhân giống quý rồi với kỹ thuật chiết ghép cây nhãn tổ đã phân thân thành dạng thành rừng khắp xứ hưng yên này bây giờ nhánh cây nhãn tổ đã khá cao lớn người ta kẻ đá học xung quanh đổ đất đắp cao gốc nom như ngôi mộ tổ Ngày xưa và các dịp lễ Tết hương thường dẫn anh đến đây, và nàng thành kính khấn lại rất lâu. Hóa ra, sự nghiệp hôm nay của nàng đã có chủ đích từ dạo ấy. Ra khỏi cây nhắn tổ, anh tìm lối phố về chỗ nhà nghỉ. Sau 25 năm anh vắng mặt, thành phố như một thiếu nữ dậy thì những con đường rộng mở những khu phố mới xây những khu vườn sắp xếp lại nhiều nơi còn bộn bề công trình có một nhóm công nhân đang đào đường lắp ống thoát nước người qua đây phải bước chậm lên vỉa hè anh dừng lại một bên nhường lối cho một chiếc xe máy bỗng có hai cánh tay rắn chắc chộp lấy hai vai anh lắc mạnh một khuôn mặt dám nắng với nụ cười giãn rộng của thằng vận áp sát và hắn nổ một chàng liên thanh. Hoài phải không? Cậu đi đâu biệt mù, giờ mới ló mặt về. Vào đây, vào đây. Hắn kéo tuột anh vào một quán nước bên đường. Lại sôi nổi như thỏa học trò. Mình ở công ty cấp thoát nước thành phố, đang thi công cái cống này. Thế cậu đã gặp mẹ con chúng nó chưa? Mẹ con nào? Anh buột miệng hỏi lại. Rõ chán cái cậu này. Thì cái hương vật bé hoài đó, chứ còn mẹ con nào nữa? Vận nói hơi sẵn, anh như người bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu bảo sao? Vận thùng thẳng đáp, bé Hoài là con cậu đấy. Sau khi cậu bỏ đi, Hương nó khóc ròng khóc rã. vào đại học được sáu tháng phải xin nghỉ học để sinh con. sinh xong được vài tháng, nó gửi con trong bà ngoại đi học tiếp. không hiểu sao nó vẫn ở vậy nuôi con một mình. trong khi anh đang hoang mang, Vận đã dục chưa gặp thì đi mà gặp nhanh lên. Nói rồi, vận đẩy anh ra đường. Anh cắm cổ chạy như một cái máy. Lòng bấn loạn trước những thông tin vận cho biết. Anh có con ư. Nghĩa là anh không đến nỗi tuyệt tự như bấy lâu vẫn tưởng. Cô gái ấy tên là Hoài hả? nàng đã lấy tên anh đặt cho con và tên của công ty nàng và tên của hai mẹ con ghép lại. Hay nó hình thành tư dạo ấy khi em mơ về một ngày hội hoa nhãn với đặc sản mật ong và ghép tên hai người yêu nhau. Cháu ơi, em chi kỳ vậy sao? Anh chợt bật cười thành tiếng khiến người đi đường quay mặt nhìn lại. Mặc kệ, anh vẫn cười, tiếng cười trẻ trung và mãn nguyện có được sau 25 năm. Nhưng chạy được một lúc, anh chợt khựng lại, bé bàng. Mình có quyền được gặp hai mẹ con nàng ư? Mình có quyền gọi hoài là con gái ư? Mình có tư cách ấy không? Tự dưng, anh thấy người là xa, bã bưởi trong mỗi bước đi. Và hoài nghi trong từng ý nghĩ, anh bước thất thèo dọc theo hè phố như kẻ thất bại. Mồ hôi giò xuống thành dòng trên mặt trên cổ, ướt đầm đìa lưng áo. Cuộc đời trừng phạt mình đến thế này sao? Kẻ thất bại là anh, dừng trước dưới một vòng cổ thụ, trước sân một ngôi đèn cổ, ngay sát trụ cổng. Hai con ghê đá ngồi trên hai bệ cao, trầu hai bên anh nhận ra đèn thiên hậu. Bao nhiêu mưa nắng gió sương, để mọi cái thành diêu phong cổ kính nhường kia. Hai con nghe đá vẫn sống cuộc đời của chúng, đầy sinh khí và tính cách lạ thường. Con bên phải, miệng ngậm ngọc cười đắc ý. Con bên trái, tay ôm con, miệng cười hà hê. Chuyện kể rằng, ngày xưa viên ngọc là của con bên trái, còn đứa con là của con bên phải. Một cuộc y ước đồi trác xảy ra, con bên phải có được viên ngọc liền bò ngay vào mồm. Viên ngọc đủ nhỏ để lăn lóc trong vòng miệng, khoe khoang thiên hạ. Nhưng cũng đủ lớn để bị những chiếc răng đá giữ lại, người đời không thể tư hào. Còn bên trái có được đứa con thì ôm chặt vào lòng đầy mãn nguyện và người thợ dân gian tài hoa hàng trăm năm trước đã tạc khoảnh khắc ấy vào đá giờ nhìn kỹ lại Điều cười của con ngậm ngọc trường già và hợm của làm sao nhưng lại ẩn chứa sự xót xa lỡ làng không giấu được cứ phô ra vẻ gượng gạo và ngô nghê những người thợ đá tự ngàn xưa muốn nói với người đời sau chuyện hai con nghê hay đất tiên nghiệm chuyện anh và nàng hôm nay các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tháng 2 Hoa Nhãn của nhà văn Hữu Phương. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, trong cuộc sống, nếu có ai đó phải lựa chọn giữa tình yêu đắm say đích thực hay sự thành công trong sự nghiệp như nhân vật người đàn ông tên Hoài trong chuyện ngắn này, chắc hẳn có nhiều người chăn trở, băn khoăn và cũng không ít dây dứt, nghĩ suy. Có thể nói, nhà văn đã thi vị hóa một câu chuyện tình với kết cấu không mới nhưng hai nhân vật hoài hương được đặt trong bối cảnh vùng đất nhãn ven sông hồng nên mang chiều sâu và độ đầm thắm nhất định tình yêu đầu đời đắm say nồng nhiệt của đôi trai gái được xây dựng trên vùng văn hóa bắc bộ đặc sắc nên mang dấu ấn khá đặc biệt nhà văn sử dụng lối kể chuyện tự sự đan cài giữa hồi ức và hiện tại trong việc biểu hiện tâm trạng bâng khuâng tiếc nuối tình yêu thời trai trẻ của hoài nhân vật chính yêu hương nhưng vì tự ái và tự ti nên Hoài đã chạy trốn tình yêu để rồi xa vào bà công danh triển biên không sao dứt nổi. Việc đi tìm thuốc ho cho cô con gái nuôi đã đưa anh đến cuộc gặp gỡ tình cờ với người yêu cũ ở quê hương mình. Điều bất ngờ hơn cả là anh còn có một cô con gái với người yêu năm xưa mà anh không hề hay biết. Cuộc sống riêng của Hoài mặc dù thuận lợi đường công danh nhưng hạnh phúc vợ chồng lại không được như mong muốn liệu có đắt quá không cái giá anh phải trả cho sự lựa chọn của mình nhà văn không trực tiếp bình luận mà chỉ đưa ra những cảnh huống tâm lý để người đọc người nghe tự luận và chia sẻ tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét bằng nhiều chi tiết đời sống với sự trải nghiệm điềm tĩnh chín chắn nhà văn nhìn nhận và xây dựng cốt truyện tuy hơi xuôi chiều một màu nhưng tâm trạng xã hội một thời và tâm lý tình cảm yêu đương của trai gái thuở ấy được biểu hiện hết sức chân thực kết chuyện với hình ảnh hai con ngây đá trầu hai bên cổng ngôi đền cổ như muốn nhấn thêm vào câu chuyện đời muôn thuở về sự lựa chọn giữa tiền bạc địa vị với tình yêu và hạnh phúc câu trả lời thật không dễ dàng gì với hoài và với cả người đọc người nghe